chào quý các bạn quay trở lại với kênh Casey Channel. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm, đó là MCU 6BG1 TCX đời Python 1.05 với công suất là 210-250 mỗi lần các bạn ha. Các bạn đang nghe tiếng nổ garanti của em đọc cái MCU này với một body phải nói là đẹp như mơ các bạn ha. Và tiếng nổ garanti cũng rất là chắc và rất là đẹp, một tiếng nổ đẹp chắc chắn các bạn ha. Em này sơ số là 3 tô 13 các bạn ha, 3 tô 13 với body phải nói là long lanh. Bạn đang thấy là bô các bạn, bô rất là đẹp ha, sơn này nữa như là chó các bạn ha. Hotline 0903 070753 để hỗ trợ tư vấn anh em các bạn ha, ship động cơ phụ tùng và quốc gia các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhé, sản phẩm động cơ tàu thuyền và phụ tùng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.